anh em là có nhu cầu nạp Starbucks, nạp Fireball, nạp các bác trong store, thầy thuê, tại khó, leo rent, hãy liên hệ Zalo mình 0946782982. Cảm ơn em. Chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì cái chủ đề hot hiện nay mà anh em quan tâm nhiều nhất là gì anh em? Là những cầu thủ U Top S. À, thì hôm qua mình đã làm một clip gọi là thông báo cho anh em một số cầu thủ có thể là chính thức anh em trong cái phần FIFA Mobile của mình. Tại vì đó cầu thủ đó là bên phần FIFA Mobile Online, nhưng mà chắc chắn có thể là có trong FIFA Mobile những cầu thủ U Top S cho anh em. Đó. Thì hôm nay mình sẽ bàn luận về vấn đề đó và một số gọi là mình đề xuất cho anh em. Làm những cái gọi là cầu thủ U Top S anh em. Đó, như thế nào? Thì trước hết bây giờ mình sẽ vô store, mình sẽ nhận quà anh em, nhận quà của Chamberlain. Thì hôm qua anh em được biết là cái phần trận đấu giữa Manchester City và Inter Milan đã kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Manchester City nha anh em. Đó. Over của những cầu thủ Manchester City sẽ tăng trong vài ngày tới. Thì anh em đang ôm hàng thì chuẩn bị bán xả nha. Đó, lần lượt đang tăng nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ mở ri bắt của sự kiện Champions League, cái để phần quà này chắc kết thúc anh em, chứ không nó không cho mình thêm cái gì đâu. Đó, mở cho anh em. Rồi Champions League đã xui rồi. Champions League thấy đen rồi. Trời ơi, mình tưởng là giờ đi S chắc rồi. Không phải đi S nữa, mà BP 106. Trời ơi, không được cầu thủ icon anh em. Đen thật chứ, hai lần rồi. Có nghĩa là nó cho mình ri cái này để chắc bù lại cái phần mà không chơi Champions League nè, chắc bù lại thôi. Chứ thực chất thì mình nghĩ là không ra thêm Champions League đâu, không ra thêm đâu. Đó, thì nói chung là nói chuyện vui vui và mở khởi đầu cho anh em cái này ha, khởi động thôi. Đó, cái này cũng vậy nè, không ra cầu thủ rồi. Thì đó, cái phần mà gọi là U Top S đó, thì nó yêu cầu những cái gì anh em? Thật sự nó vẫn còn là một cái bí ẩn thôi anh em, thật chưa không tin thức. Đó, nó chỉ là cầu thủ over 109, 112 version mình nghĩ, theo mình nghĩ là cầu thủ chính U Top S đó. Có nghĩa nếu mình S Messi thì phải dùng cầu thủ Top S Messi 112, Mbappe thì Mbappe 112, hoặc là Salah 111 thì cho vô thì mới được anh em. Đó, và cộng thêm một cầu thủ là 109 đến 112 Top S layer. Cầu thủ này có thể là cùng giải đấu, nói là dự đoán như em cùng giải đấu hoặc là khác giải đấu, nó chỉ có hai cái cho anh em thôi. Đó là over 119 đến 112 mà không biết bao nhiêu cầu thủ hết. Mình nghĩ tầm khoảng tầm 5 cầu thủ thôi, mình đoán nè. Thì hôm nay mình bàn luận chơi cái vấn đề về cầu thủ U Top S thôi cho anh em thôi. Đó là một số vấn đề khác để tí nữa mình nói tiếp ha. Thì tiếp tục cái này ha, là cái cuối cùng là gì? Over 106 đến 110 cầu thủ Top S layer luôn. Mà nghĩ cái thử này, cái này á là khoảng tầm 10 cầu thủ Top S 106 110. Đó. Thì có một số anh em nói là ôm hàng 106 đến 110 á là ôm những con cầu thủ có cái thẻ mà xung quanh. Có cái viền xung quanh. Thì mình nghĩ á cái này không cần viền đâu. Thật sự theo mình dự đoán nha, là không cần viền đâu. Chỉ cần ô vào 106 là được, không cần giải gì hết. Mình nghĩ là không cần giải gì hết. Cái cuối là không cần giải gì hết. Đó, là được. Cái này là theo dự đoán mình nha anh em, dự đoán của mình thôi nha, chưa không tin gì nha, dự đoán thôi nha, dự đoán thôi. Đó, còn cái cuối cùng là nó yêu cầu là gì? Điểm ball U Top S. Cái này mới là quan trọng, anh em phải chơi sao đủ cái điểm đó để đổi cầu thủ đó thì mới được, chứ không phải đơn giản em cho những cầu thủ đủ cái yêu cầu over vô là được đâu. Cuối cùng quan trọng là điểm U Top S ball đó là bao nhiêu, chưa biết nha anh em. Có thể là 10, 20, 30 hoặc 40, 50 gì đó, tùy anh em. Với lại anh em chơi cái gì để lấy cái đề bon này nữa thì nó khác nữa. Đó, một vấn đề khác nữa thì hôm nay mình bàn luận thôi, mình dự đoán thôi, nó cho anh em nắm thôi. Đó, để anh em có thể là có một cái gì đó, cái nhìn gì đó về cái cầu thủ Ultimate Edge này như thế nào để mình ôm cầu thủ nè, ôm cầu thủ đó. Thì đó, thì mình đang nói về vấn đề là những cầu thủ dùng về Edge ra cầu thủ Ultimate như thế nào cho anh em. Đấy, thì bây giờ mình cho một số hình ảnh cho anh em thấy ha, anh em cái hình dễ hình dung thôi. Đây là mình dùng cầu thủ là Messi đi, mình dự đoán là Messi đi ha. Messi thì cái này dự đoán này anh em, dự đoán này Messi over 115 thì anh em phải cần cái gì? Cần một cầu thủ là Messi 112 Top S này. Đó, một ví dụ là 5 cầu thủ giải Li 1 đi over từ 109 đến 112. Đó, mình có con Medina là miễn phí là free nè, đó cho vô. Đó, được anh em, đó. Đây là đang dự đoán nha,
À, cái tiếp theo là cầu thủ over 106-110. Đó. Là mình cho con Banjia vô. Con này cũng ri luôn em, ri luôn mình để lại luôn, ri luôn. Đó cho vô. Đó. Và cuối cùng là cái điểm bon U top S. Đó. Thì đó, đây là cái hình ảnh mình minh họa cho anh em để dễ hình dung thôi. Chứ thực chất thì nó chưa biết là như thế nào anh em, chưa biết là như thế nào. Đó là cầu thủ top S nè. Phải giống như cầu thủ U top S mới được, là một cầu thủ nè. Cầu thủ 109-112 giải đó, như năm cầu thủ đi, năm cầu thủ. Và cuối cùng là cầu thủ 106-110 như là 10 cầu thủ đi, 10 cầu thủ thôi. Không cần cùng giải hết, 10 cầu thủ ha. Và cuối cùng là cái điểm U top S. Đó. Nói chung là mình nghĩ như vậy nha, là dự đoán cho anh em thôi, bàn luận chơi cho anh em vui thôi, để anh em có thể có một cái nhìn đó hình dung được, hình dung dễ hơn xíu ha. Đó, đây bên đây, bên đây các bạn em mình làm cũng có hình cho anh em dễ hình dung nè. Đó, thấy chưa anh em, nhìn chung á cái ưu tố ra thì khá là nhiều anh em ôm hàng, thì anh em cũng nên cẩn thận tại mình chưa biết nó như thế nào, nhưng mà mình nghĩ là các cầu thủ mà gọi là trong cái list mà U top S hôm qua mình nói là chắc chắn có đó, thì ôm mấy con đó cũng được, chắc lên giá, tại phải cần những con đó thì mới exchange được những con U top S đó. Còn những con gọi là giải cùng giải hoặc là 106-110 thì anh em ôm nhiều rồi, thật sự ôm nhiều là exchange hay là chơi á, chơi sự kiện nó cho nhiều nhiều, rất là nhiều đó. Thì ok anh em, tiếp tục là sẽ làm một cái concept này, những cầu thủ U top S cho anh em. Hey, để anh em dự đoán nè. Thì có một số anh em nói là sẽ không có cầu thủ over 102, không có đâu em, có nha. Tại vì chỉ có 12 cầu thủ trong đội hình chính là over từ 113-115 thôi, còn lại là những cầu thủ over thấp hơn, có thể là 111, có thể là 112. Đó, mình nói là như vậy nha, chứ không phải là anh em nói là không có cầu thủ over 112 đâu anh, chỉ 113-115 thôi, không có đâu, có nha, những cầu thủ thấp hơn nha, chỉ có cầu thủ đội hình chính nha, đội hình chính trong U top S thôi, đó mới được gọi là gọi gì ta, gọi là over 113-115 đó. Thì ok anh em, bây giờ mình sẽ làm cho anh em một số concept cầu thủ U top S cho anh em. Đó, đây đầu tiên sẽ là con Saliba over 111-114, không nói tên đây nè, over thì anh em coi ha. Tiếp tục là con Slau, đó là con De Bruyne, Dallas Cousin, đó con Rafael Leao, con Messi, đó Messi là anh em mong chờ nha. Nói chung cái hình ảnh này thì mình làm cho cái clip ngắn rồi, hôm qua này là coi rồi thì có thể biết ha. Benzema đây, Bellingham ấy, cái over là mình dự đoán thôi nha. Erling Haaland, Vinicius, Frimpong, Militao, Pepri, Griezmann, Hernandez, Varacalia, cái con này hơi khó đọc anh em, đây là khó đọc. Mbappe anh em, đó. Lewandowski, Musiala, Nkunku, Salah. Và cuối cùng ra Ronaldo anh em, Ronaldo. Nói chung là Ronaldo mình làm vui thôi. Khả năng là có hoặc là không có, 50-50 anh em, có hoặc là không có anh em, làm vui thôi. Thật sự thì Ronaldo cũng khó, nhưng mà có thể AI cho vô store cho anh em quay. Đó, hên xui nha anh em. Đó. Thì ok anh em, nãy giờ mình nói về vấn đề U top S và một số concept mình làm cho anh em, những cầu thủ mình đề xuất. Đó, U top S ha. Thì ok anh em. Nói chung là bàn luận con Rashford anh em, sorry anh em, Rashford. Còn nữa, Osimhen, sorry anh em, còn nữa Osimhen. Osimhen hết rồi. Là hết rồi anh em. Hình như là mình đếm là 25 cầu thủ U top S được đề xuất rồi, là xong rồi đó, là chính thức rồi đó. Đó. Còn ra thẻ bao nhiêu thì chưa biết anh em, là chưa biết. Đó. Thì ok anh em. Nãy giờ mình đã gọi là nói chuyện với anh em về vấn đề U top S dự đoán như thế nào, thì anh em để cho anh em có nhìn gọi là tổng thể hơn, hình dung hơn, để anh em ôm hàng. Ôm hàng thì cái ôm hàng đó là hên xui anh em, sẽ hên xui tại vì thông tin chính thức thì chưa có đâu, chỉ có trên đây thôi nè, những cầu thủ layer thôi, chứ thật ra cùng giải chưa biết là cùng giải không, hoặc là đùm đùm ra đó, mà mình nghĩ cũng có thể cùng giải, một cái cùng giải, một cái không cùng giải, cái cuối cùng anh em 116-110 có thể không cùng giải đó. Thì quan trọng là anh em có cầu thủ làm phôi cho nó không, nó là vấn đề quan trọng. Còn ôm thì anh em có coi thì cứ ôm, vấn đề bình thường thôi đó. Thì nói vấn đề coi nữa, hôm nay là ngày cuối cùng để cho anh em exchange coi, anh em nào chưa exchange thì exchange đi nha. Đó, exchange nha, mình thì có mua một số cầu thủ 108 anh em về exchange chơi, thì giờ exchange cho anh em chơi đây.
những cầu thủ của sự kiện Record Record anh em. Đây, coi xem có hên không anh em. Đấy, 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 34 anh em. Cứ trên 34 là mình có lời. Tại vì mua con này trên 34 một xíu anh em. Trên 34 một xíu. Đó, để xem như là đây. Anh em là chưa trên hay chưa trên đó nha. Hôm nay ngày cuối cùng nha anh em. Đấy, 34 anh em. Đèn quá, đèn quá, đèn quá. Hai con mới đầu 34 rồi. Tiếp tục nha anh em. Đó, vậy 34 nữa. Chết rồi, chết rồi. Phải mấy con cuối này phải lên ít nhất là 4-5 em thì mới lời anh em ơi. Thì mới có lời thôi. Đó, cần quá. 5M1 lời rồi anh em, lời rồi. What, yeah, lời rồi nè, lời rồi. 5M1 là lời rồi. Đấy, 5,1 triệu là ngon. Tiếp tục anh em ơi, tiếp tục tìm kiếm may mắn anh em. Đấy là lời rồi. Tại mình mua một con này nó là 3M4 mấy, gần 3M5 á. Nói chung là cứ qua 3M4 là mình rồi. Đấy, 4M anh em, lời nữa rồi, lời đó. Thấy chưa anh em, thấy chưa. Nói chung canh mua thôi anh em, canh mua thôi. Đó, lời rồi đó, có lời rồi đó. Đó, ngon. Đấy, 51 đó anh em, 51 đó. Tuyệt vời. À, ngon rồi anh em ơi, ngon rồi. Đấy, giờ ba cái trên ấy rồi, hai cái 51 anh em. 5 triệu mốt rồi, hai cái 5 triệu mốt và một cái 4 triệu. Ngon. Đang may mắn, tiếp tục anh em ơi. 3M4 không sao. Mình có ba cái kia là mình lời rồi. Còn mấy cái sau là lấy vốn được. Đó. 3M4 tiếp. Mình còn hai lần nữa anh em, hai lần nữa. Ôi cha, mình còn hai lần nữa mình còn mấy cầu thủ kia. Cho đi luôn. 3M4 anh em. Rồi, một lần cuối cùng anh em. Lần cuối cùng thì mình sẽ dùng con nào ta? Con này đi. Con Record Racker ha. Con nào dễ thấp ra. Ok, thì có lấy cơm đi. Không sao nè, cho đi luôn. Đó. Đấy, 24, không sao anh em. Được 2 lần 5M1 nè. Một lần 4M, lời rồi. Mình có lời em, có lời rồi. Có lời em ơi, có lời rồi. Mấy con gọi là mấy con top S em, không nên S em, để lại. Tại vì có một cầu thủ 106 đến 110 anh em, để lại để có gì mình ép trên nghe cầu thủ U top S em. Đấy, 12,5 anh em. Đó, nói chung là để lại mình sẽ ép những con nào mà không cần thiết thôi. Còn BB này, BB mới mở ra nè. Đấy, ép luôn. Nói chung mấy con này không cần thiết em, ép luôn. 1M3 để kiếm coi anh em, kiếm coi chứ giờ mấy con này cứ làm gì đâu. Đó, còn mấy con top S thì để lại anh em, để lại cái gì mình còn ép trên nữa. M3 luôn. Đó, nói chung là anh em còn con nào thì cứ vô ép trên ha. Con nào không cần thiết thì ép trên thôi, con nào cần thiết thì để lại nha anh em. Những cái con Mane này, Mane họ đi cho đi luôn đi. Còn hai con top S thì để lại. Đi top S đâu cần ta? 105 đâu cần anh em. 105 không có cần. Mình quên. 105 không có cần. Cần lên 6 trở lên thôi. Ép luôn em, ép luôn. Ép luôn. 105 không cần thì ép luôn. Kiếm coin anh em. Đấy, 700. Mình quên, 106 mới cần nha anh em. Bắt đầu 106 trở lên. 700, không thấy cái gì 700 không ta? Quá bèo. 104 có con nào không? Ủa, có Hà Già này. Này đi. Đó, Hà Già để lại nè, Hà Già như bán được á. Thì nói chung là hôm nay ngày cuối cùng rồi nè. Anh em có nhiều cầu thủ S trên coi được thì S trên đi. Để lại những con top S cho nè, top S 106 trở lên nha. Nhớ nha, 106 trở lên. Đó. Thì ok anh em, tiếp tục vô kiếm cái gì đó nó hay cho anh em ha. Mà mở chơi cho anh em coi. Trong top S nè. À, cái Serie A anh em, Serie A mở tiếp anh em, kiếm coi có cơ hội còn ngon không. Đó. Mình bây giờ mới lên được TD2 thôi, có nhiều anh em là nó xong hết rồi. Lấy luôn cầu thủ over 110 rồi. Nói chung là cái này là hên xui anh em, nhân phẩm nó hên xui thôi chứ những lúc mở cái lên luôn hên thôi. Chứ giờ không biết được em, hên xui thôi. Đấy. Rồi, ra kêu boss anh em ơi. Keyboard là chưa lên được rồi, hai cầu thủ anh em ơi, hai là hai cầu thủ mới được. Ráng ra sớm mới lên sớm đi, cho nó kết thúc CDA chuẩn bị top S anh em. Đấy rồi, cầu thủ anh em, cầu thủ rồi, yeah. Cầu thủ rồi anh em ơi, yeah, con gì đây? Brazil. LW. Gì đấy? À, 108 anh em. À quên 108 mà, đúng rồi. Đấy, một con anh em. Dán hôm nay mở hết luôn nè, dán hôm nay đi, mình còn may mắn không? Mở hết luôn. Đây. Không được rồi, ra coi rồi.
vẫn còn để bên em còn được như hai lần nữa. Đấy, là xong mày đi ra đông cầu thủ đi. Trời ơi, chị phê anh em. Chết rồi, hôm nay không tiếp tục được rồi anh em ơi, hết rồi. Hết rồi anh em ơi. Ê, ra cầu thủ anh em, rồi ra cầu thủ rồi. Ok anh em, ra cầu thủ rồi, còn cái cuối cùng anh em. Cái cuối cùng thì cũng chờ may mắn nữa, phải mở nó ra được nghe, chứ phải mở một cái ra liền đâu. Cũng hên xui lắm, đó. Nói chung này là một clip gọi là nói chuyện với anh em và dự đoán cái phần UTS như nào cho anh em. Cái phần này cũng khá căng, anh em cũng gọi là đang ôm cầu thủ như thế nào nữa, rất là căng, rất là căng, nó có coi và dám ôm nha. Đó, thì chung là làm clip mà là dự đoán cho anh em cái UTS như nào thôi. Còn anh em thấy clip này hay thì nhớ like, share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký nhớ đăng ký ủng hộ nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.